Mến chào quý bà con nông dân và các bạn. Đây là chương trình Nông dân cần biết. Chương trình này được phát sóng vào lúc 7 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Với chương trình này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý bà con nông dân những kiến thức cơ bản nhất về nông nghiệp nhằm giúp bà con nông dân chúng ta áp dụng vào việc canh tác và sản xuất mang đến hiệu quả tối ưu nhất. Và trong video tuần trước, chúng tôi đã nói về nguyên tố trung lượng. Hoặc là những video tuần trước nữa, chúng tôi đã nói về đạm, lân, kali là ba nguyên tố đa lượng. Và cũng như trong tuần này, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý bà con nông dân về những nguyên tố vi lượng còn lại. Và với những nguyên tố vi lượng này, nó sẽ có vai trò quan trọng đối với cây trồng nó như thế nào? Hoặc là cái phân bón nó sẽ sử dụng ra làm sao? Nó đang có hiện hữu ở đâu? Và đến với nội dung video ngày hôm nay, mời quý bà con nông dân chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguyên tố vi lượng nhé! Trước tiên để bắt đầu video thì xin phép quý bà con nông dân cho tôi 30 giây thôi nha để tôi nói về cái sản phẩm amino acid 45%. Đây là sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây là sản phẩm đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật là hàm lượng amino acid 45% luôn nha bà con. Đây là hàm lượng rất là cao, có thể nói là thị trường Việt Nam rất là ít sản phẩm nó có cái hàm lượng amino acid cao như vậy. Và đối với amino acid thì bà con nông dân chúng ta có thể sử dụng cho tất cả những giai đoạn của cây trồng, kể cả cái giai đoạn mà con đánh kích thích cho hoa, mà con có thể đưa vô, nó cũng là hỗ trợ cho mầm hoa sau này nó được khỏe hơn, nó hỗ trợ cho cái bộ lá được phát triển tốt hơn. Giai đoạn trái, giai đoạn cây con, bà con đều có thể sử dụng, chủ yếu là phun là chính ha. Và rồi, đó là cái thông tin của cái sản phẩm amino acid được nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Bà con có nhu cầu mua thì bà con hãy liên hệ số điện thoại bên trên video nha. Trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay, tôi và bà con nông dân chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại một chút xíu về những kiến thức của những nguyên tố dinh dưỡng mà cây trồng nó hay sử dụng. Nguyên tố dinh dưỡng đối với cái cây trồng mà nó thường dùng nó chia ra ba cái nguyên tố thưa bà con. Thứ nhất là nguyên tố đa lượng, đó chính là đạm, lân, kali. Tiếp theo là nguyên tố trung lượng, đó chính là cái canxi, cái magie, cái lưu và cái silic. Đa lượng có nghĩa là cây trồng dùng nhiều nha bà con. Trung lượng là cây trồng dùng ít hơn so với đa lượng. Và cuối cùng là những nguyên tố vi lượng. Những nguyên tố vi lượng đó là cái cây trồng sử dụng với một cái lượng rất rất là ít. Thì đó là những cái nguyên tố nào? Nó bao gồm này, sắt nè, mangan, kẽm, đồng, bo, clo, molybden. Thì trong nội dung video ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về những nguyên tố vi lượng thôi. Tuy nhiên thì sẽ có những cái thông tin mà có thể là nó chưa có đầy đủ mấy, bởi vì những cái thông tin về nguyên tố vi lượng trên cái nền tảng mạng xã hội nó cũng ít, mà muốn tìm thì phải vô trường tìm. Thì chúng tôi sử dụng những cái tài liệu cũ để chia sẻ cùng quý bà con nông dân mình. Thì có thể là cái thông tin chúng tôi đưa nó sẽ không có được sâu quá, thì bà con nông dân nào có những cái thông tin nào thêm hãy để lại bình luận ở bên dưới video nha. Nên vì thế chúng tôi chỉ có thể là lướt qua từng cái nguyên tố vi lượng thôi. Còn nếu như mà trong trường hợp mà giải thích chuyên sâu quá thì thực tế là với những cái thông tin này tôi nghĩ nó cũng không có quá cần thiết cho bà con nông dân. Mà ở phần cuối của video là chúng ta sử dụng những cái dòng phân bón nào mà nó có chứa vi lượng, hoặc là những cái dòng phân bón như thế nào mình sử dụng cho nó hiệu quả, cách dùng sao, thì đó mới là cái thông tin mà bà con nông dân chúng ta cần phải biết, cần phải hiểu và cần phải áp dụng vào trong cái miếng vườn của mình nha bà con. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên tố sắt. Sắt là một trong những nguyên tố nó đóng vai trò khá là quan trọng trong cái quá trình quang hợp của cây trồng nha bà con. Thì sắt nó sẽ giúp cái vận chuyển mangan và các cái thành phần quan trọng khác trong cái quá trình quang hợp. Thì từ đó nó sẽ thúc đẩy cái quá trình quang hợp nó diễn ra được nhanh hơn. Mà khi mà cái quá trình quang hợp nó diễn ra được nhanh hơn á, thì nó sẽ tạo được nhiều năng lượng hơn cho cây, nó tạo được nhiều cái sinh khối hơn cho cây. Từ đó nó sẽ hỗ trợ cây nó phát triển và nó sinh trưởng tốt hơn. Thì trong nội dung video của từng rồi về cái bài trung lượng, chúng tôi đã có nói về cái quá trình quang hợp vậy. Thì bà con có thể xem lại để hiểu hơn ha. Nhìn chung thì cây trồng mà muốn sống thì phải quang hợp. Quang hợp thì sử dụng ánh sáng để tạo ra cái thức ăn cho cái cây trồng, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng để cây trồng có thể lớn lên và phát triển. Thì sắt là một trong những cái nguyên tố mà nó đóng góp trong quá trình quang hợp rất là quan trọng. Ngoài ra thì sắt nó còn hoạt hóa những cái enzyme trong cây nữa. Sắt nó chính là cái thành phần chủ yếu của những cái enzyme này. Từ đó nó sẽ hỗ trợ cho những cái quá trình sinh lý, sinh hóa trong cây nó diễn ra được thuận lợi cũng như là nó bình thường. Nói với quá trình sinh lý sinh hóa thì bà con nông dân chúng ta đôi khi không hình dung được. Thì thật ra nó cũng giống như con người mình thưa bà con. Thì con người mình nó luôn có những cái phản ứng trong cơ thể. Ví dụ như trong trường hợp bà con mình ăn cơm vào đúng không ạ? Thì nó sẽ có nước bọt. Thì cái nước bọt nó sẽ tiết ra cái enzyme. Cái enzyme đó nó sẽ phân hủy cái tinh bột, phân hủy những thức ăn của bà con nông dân mình và nó chuyển xuống dạ dày. Nhờ cái nước bọt đó thì lúc đó cái thức ăn đưa xuống dạ dày nó sẽ được tiêu hóa nó nhanh hơn. Và trong cái dạ dày nó cũng sẽ có những cái enzyme, những cái chất xúc tác khác để nó tiêu hóa thức ăn.
thì quá trình sinh lý sinh hóa của cây trồng nó cũng giống như con người ta thôi, nhưng mà điều mỗi một loài thì nó lại có những cái quá trình nó khác nhau. Thì cái sắt là một trong những cái thành phần chính của những cái enzyme, nên vì thế nếu như mà cây trồng của chúng ta nó thiếu sắt thì chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến sự sinh trưởng và phát triển chung của cái cây trồng. Tóm lại, đối với cái sắt thì bà con chỉ cần nhớ giúp tôi một cái điều thôi, đó chính là sắt nó đang là một cái chất cần cho cái quá trình quang hợp và là cái thành phần quan trọng của cây, nó không thể nào thiếu. Nếu như một cái tình trạng mà rõ ràng nhất khi cây trồng nó bị thiếu sắt, đó chính là cái tình trạng lá nó vàng. Mà khi lá nó vàng á bà con, cây trồng nó không quang hợp được, và khi cây trồng nó không quang hợp được thì cây trồng nó không tự tạo ra thức ăn được, từ đó dẫn đến sự sinh trưởng của cây trồng nó bị yếu dần và có thể nó bị chết đi luôn. Vậy thì trên thị trường các loại phân bón mà nó chứa sắt đó là những cái loại phân nào? Thì thật ra thì đối với cái môi trường của mình, thưa bà con, đặc biệt là trong đất sắt có chứa rất là nhiều nha. Thì theo nghiên cứu đâu đó nó chiếm từ tầm khoảng gần 10% về cái hàm lượng sắt, đặc biệt là đối với những vùng đất mà được dùng đất phèn. Thì nói đến vùng đất phèn, bà con thấy những cái đốm mà vàng vàng á, thì đó chính là cái sắt đó. Nhưng mà cây trồng của mình nó không có hấp thụ được nha, cái sắt đó nó đang bị những cái chất khác nó cố định rồi, nên vì thế là cây trồng mình nó không hấp thụ được. Thì sắt ở trong đất nó có hai loại thưa bà con, sắt mang quá trị 3 hay khoa học người ta còn gọi là Fe3+, và sắt mang quá trị 2 hay còn gọi là Fe2+. Thì thông thường đối với những loại đất nào mà đất phèn chẳng hạn, đặc biệt là đất trồng lúa, đất mà nó bị yếm khí á, thì thông thường sắt của nó sẽ là sắt 2. Còn mà sắt mà bà con thấy mà cái cây sắt của mình á mà nó bị tình trạng là nó bị ga ten á, thì sắt đó là sắt 3. Thì giải thích thêm về cái cơ chế cũng như là về cái thông tin để cho bà con nắm thêm thôi. Thật ra thì nó cũng không cung cấp được nhiều cái giá trị cho cái vấn đề mà mình canh tác nông nghiệp. Thì mình chỉ cần biết ở đây là trong đất nó có sắt rất là nhiều thưa bà con. Và cái việc mà sắt ở trong đất thì thông thường cây trồng nó không lấy được. Nguyên nhân là do những cái phản ứng sinh lý sinh hóa trong đất làm cho cái sắt nó bị kết tủa lại. Lượng sắt mà cây trồng lấy đi nó khá là ít. Thì thông thường chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án là chúng ta sử dụng những cái dòng phân bón lá để chúng ta phun lên trên. Còn đối với những dòng mà phân bón thương mại trên thị trường mà nó có chứa sắt thì nó có khá là nhiều. Còn những dạng mà sắt mà phun ở trên á, thì nó cũng có khá là nhiều, chẳng hạn như là cái sắt sunfat nè, FeSO4, hoặc là cái sắt 3 sunfat là Fe2SO4 3 lần, hoặc là sắt carbonat. Sắt carbonat là sắt 2 ha, là FeCO3. Ngoài ra thì nó còn một cái loại nữa mà ở video về cái trung lượng tôi có nói, đó chính là cái chalat. Có cái sắt chalat thì cái sản phẩm này nó chiếm khoảng đâu đó khoảng 13% cái thành phần sắt á, nhưng mà điều phun vô cây thì khả năng cây nó hấp thụ nó được nhanh hơn. Rồi chúng ta sẽ đến với một cái nguyên tố thứ hai, đó là chính là cái nguyên tố mangan. Thật ra cái nguyên tố này tìm thông tin trên mạng nó không có nhiều thôi bà con, chỉ cung cấp cho bà con nông dân cái chức năng của nó thôi. Thì đối với nguyên tố vi lượng mangan thì đây cũng là một trong những cái chất nó tham gia vào trong cái quá trình quang hợp luôn. Như lúc nãy tôi có nói ở cái phần sắt á, thì sắt nó sẽ vận chuyển cái mangan lên để phục vụ cho quá trình quang hợp. Thì cái mangan nó chính là cái mangan này nè thưa bà con. Thì mangan nó tham gia trực tiếp vào trong cái quá trình chuyển cái điện tử và cái oxy trong cái quá trình quang hợp. Ngoài ra đây là một cái chất xúc tác trong cái quá trình cái hình thành màng tế bào. Nói về cái màng tế bào thì bà con cứ hình dung nha, một cái lá cây như vậy nó được tạo ra rất là nhiều tế bào, và trong cái tế bào thì nó sẽ có cái màng tế bào. Nên vì thế cái mangan này nó sẽ có cái chức năng nó tạo cái màng tế bào này. Và khi nó tạo cái màng tế bào được nhiều, được tốt rồi thì nó cũng sẽ mang đến những lợi ích cho cây. Chẳng hạn ví dụ như nó tăng được cái khả năng đề kháng với sâu bệnh, đề kháng với lại những cái đối tượng xâm hại vô cây trồng. Ngoài ra thì cái mangan nó còn hoạt quá những enzyme trong quá trình nó hình thành cái diệp lục tốt của cây nữa. Mà khi liên quan đến diệp lục tốt thì lại liên quan đến quá trình quang hợp, liên quan đến quá trình tạo ra dinh dưỡng cho cây trồng, liên quan quá trình tạo ra cái carbohydrate. Thì chúng ta sẽ xem lại cái bài quang hợp ở tuần trước nha. Đó là những cái thông tin về mangan. Còn cái sản phẩm thương mại trên thị trường thì thật ra chúng tôi chưa ghi nhận những sản phẩm nào mà để sử dụng tưới gốc ở bên dưới. Thì đa số cái sản phẩm mangan này sử dụng là bón lá là chính, hoặc bà con có thể hòa nước để tưới được cũng được. Mangan nó vẫn có cái sản phẩm về cái chalat nha bà con. Thành phần thì cái này thì do nhà sản xuất quyết định thôi. Từ nguồn nguyên liệu chính thì họ sẽ phối trộn ra một thành phần cụ thể đối với từng loại cây trồng nó khác nhau. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái nguyên tố cũng rất là quan trọng luôn. Đó chính là cái nguyên tố kẽm. Và thông thường nói đến nguyên tố kẽm trên cây có múi bà con biết rất là rõ. Nó là một trong những nguyên tố mà không thể thiếu trong quá trình canh tác đối với cây cam, cây chanh, cây bưởi. Tại vì sao? Tại vì cái nguyên tố kẽm này kết hợp với lại cam anhê nó sẽ hạn chế rất là nhiều đối với cái tình trạng mà bệnh vàng lá gân xanh do cái con gầy trọng cánh nó gây ra.
Thì có những cây nó mới vừa có biểu hiện thì nhiều bà con sử dụng cái kẽm với magie phun vô thì thấy cái khả năng nó phục hồi, nhưng mà sau đó thì nó vẫn bị. Lý do là cái bệnh vàng lá gân xanh do cái con virus nó gây ra nên không có khả năng điều trị nha. Dinh dưỡng chỉ là một phần để mà hỗ trợ cây nó vượt qua những cái giai đoạn khó khăn thôi. Quay lại với cái nguyên tố kẽm, thì nguyên tố kẽm nó cũng giống như nguyên tố magie bà con, nó tạo ra được cái diệp lục của cái lá. Cái diệp lục ở đây là cái màu xanh đặc trưng của lá, và cái cơ chế tạo ra cái diệp lục của lá tạo ra cái màu xanh này là vì kẽm là một trong những cái thành phần của cái enzyme carboxylase, và đây là cái enzyme tham gia trực tiếp vào cái quá trình quang hợp cũng như là cái quá trình hô hấp của cây trồng. Từ đó thì qua quá trình quang hợp và qua quá trình hô hấp này nó thuận lợi thì cái màu xanh của lá nó cũng sẽ được tạo ra. Đó, lý do nó là như vậy thôi. Ngoài ra thì bà con phải nhớ một điều, khi mà kẽm nó có thì nó cũng sẽ tăng được cái khả năng hấp thụ của đạm và lân. Vì thế nên nếu như mà trong trường hợp bà con nông dân chúng ta sử dụng những dòng phân bón á, mà bà con gãi dưới gốc có đạm có lân, thì chúng ta có thể kết hợp thêm trộn những cái dòng dạng phân bón dạng bột để mà chúng ta tăng được cái khả năng hấp thụ đạm và lân. Hoặc là nếu bà con phun những dòng phân lá ở trên thì chúng ta nên bổ sung thêm cái kẽm trong cái bình phun của mình thì cái khả năng hấp thụ nó cũng sẽ được tốt hơn. Ngoài ra thì kẽm nó còn tham gia vào cái quá trình điều hòa chất sinh trưởng của cây trồng. Ở đây là nó tham gia vào quá trình điều hòa nội tiết tố trong cây nha bà con. Thì cái chất điều hòa sinh trưởng thì bà con biết rồi. Đây là những cái chất mà nó được tạo ra trong quá trình cây trồng nó sinh trưởng. Chẳng hạn ví dụ như GA3 cũng là chất điều hòa sinh trưởng nè, cytokinin cũng là chất điều hòa sinh trưởng, NA, những cái chất này nó sẽ hỗ trợ trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Thiếu những chất này là cây trồng không phát triển được. Và kẽm là một trong những thành phần mà không thể nào thiếu. Nó tham gia vào cái quá trình của chất điều hòa sinh trưởng của cây trồng để làm cho những cái chất điều hòa sinh trưởng này nó được sản sinh ra và nó hỗ trợ cho cây nó phát triển. Ngoài ra thì cái kẽm nó còn hoạt hóa những enzyme, nó tham gia vào quá trình hoạt hóa enzyme quan trọng trong cái chuyện mà chuyển hóa đạm và tổng hợp của cái protein. Thì protein có đối với cây trồng rất là quan trọng nha bà con nha. Chi tiết thì bà con có thể tìm hiểu thêm, còn sâu nữa thì nếu có cần chúng tôi sẽ nói về phần này, tại vì phần này nó liên quan về cái sinh hóa rồi. Còn đối với những cái sản phẩm thương mại của cái kẽm thì trên thị trường thấy khá là nhiều thưa bà con. Sản phẩm đơn hoặc chất, có nghĩa là chỉ kẽm thôi cũng có. Thì những dòng đó như lúc nãy tôi có nói đó, thể kết hợp trộn với NPK để tăng được cái hiệu quả sử dụng của cái đạm và lân, cũng như là tăng được cái hiệu ứng khi mà cái cây trồng hấp thụ dinh dưỡng, là làm cho cái cây trồng nó xanh lá hơn, thì mình có thể là đưa cái kẽm để trộn vào. Ngoài ra thì cái kẽm này thông thường ở thị trường nó sẽ bán ở dạng là kẽm sunfat. Còn đối với những sản phẩm bón lá thì thông thường những cái sản phẩm mà cái kẽm sunfat này thì bà con vẫn có thể sử dụng cho cái phương án vừa trộn hoặc là tưới ở dưới gốc, hoặc là vừa phun lên lá luôn vẫn rất là hiệu quả. Ví dụ như đơn vị MK chúng tôi có cái magie, bo, kẽm, thì cái sản phẩm này bà con nông dân chúng ta vẫn có thể trộn phân bình thường nha. Trộn phân bình thường hoặc không thì bà con vẫn hòa nước ra, tưới trực tiếp vô gốc cây trồng, rễ nó vẫn lấy. Hoặc là mình phun trực tiếp lên trên, với một gói 500g thì bà con có thể phun từ 2 phi. Hoặc là nếu như bà con có thể tăng liều thì một gói bà con vẫn có thể phun một phi bình thường mà không ảnh hưởng đến cây trồng của mình. Thì đó là vài thông tin về cái kẽm. Bà con nông dân có những thông tin thêm hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thêm những cái thông tin mới nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nguyên tố vi lượng tiếp theo, đó là nguyên tố đồng. Thì đồng là một trong những cái nguyên tố nó cũng hỗ trợ trong quá trình quang hợp và hô hấp. Thực tế thì nó sẽ tham gia trực tiếp vào trong cái quá trình quang hợp của cây. Vì đồng nó có mặt trong cái cytochromoxida, đây là cái chất chứa nhiều trong cái diệp lục. Ngoài ra thì đồng nó còn giúp cho tổng hợp cái chlorophyll nè, cái carbohydrate, các sắc tố, cũng như là tổng hợp các chất điều hòa sinh trưởng, và nó điều khiển luôn các cái sự bốc thoát hơi nước của cây trồng, cũng như là cái sự chuyển hóa glucid ở trong cây. Và khi mà chúng ta nhắc đến cái nguyên tố đồng thì chúng tôi cũng mong muốn bà con nhớ thêm một điều nữa là đồng nó ảnh hưởng đến nhiều cái quá trình sinh lý sinh hóa ở trong cây. Ví dụ như là cái sự cố định của cái đạm nè, hoặc là cái sự khử nitrat, hoặc là cái sự phân giải, sự khử của cái CO2. Ngoài ra thì đồng nó còn giúp tăng cái khả năng hút của kẽm nè, bo, mangan của cây. Khi mà đồng nó tham gia trực tiếp vào trong quá trình này, ví dụ như khi bà con có phun những nguyên tố vi lượng để tăng khả năng hấp thụ của kẽm, của bo, của mangan, thì bà con nông dân chúng ta hãy tìm cái dạng phân bón nó có cái đồng ở trong đó, thì nó sẽ hỗ trợ tăng được cái khả năng hấp thụ của cái kẽm, cái bo và cái mangan. Thì ngoài ra thì còn đồng còn tham gia vào trong cái quá trình thụ phấn của cây nữa. Nói đến những sản phẩm mà có chứa đồng trên thị trường thì nó cũng có khá là nhiều loại, nhưng mà đa số những cái dạng đồng thường tồn tại ở cái dạng sunfat, hay là nói là đồng sunfat. Cái công thức hóa học của nó là CuSO4. Ngoài ra thì còn một cái dạng công thức nữa mà cũng thường bán trên thị trường, đó là cái đồng chalat.
hay là cái phức động đó bà con, viết tắt là CU, ETA. Đây là tất cả hầu như nó đều ở dạng bột hoặc là dạng miễn nhỏ nha bà con. Dạng đồng mà tan trong cái axit thì nó sẽ có hai loại thưa bà con. Thứ nhất là đồng quá trị 2 và thứ hai là đồng quá trị 1. Có một cái hỗn hợp đã tồn tại rất là lâu rồi, đó là gọi là cái hỗn hợp bột đôi. Đây là cái hỗn hợp mà để sử dụng để phun ngừa nấm bệnh trên đối tượng cây trồng, hoặc là bà con nông dân pha cái hỗn hợp này để tưới trực tiếp vào cái vùng rễ của cây để quản lý những cái nấm bệnh ở dưới đất. Và cái hỗn hợp bột đô này được tạo ra từ cái đồng sunfat kết hợp với lại cái vôi mà đã tôi rồi nha bà con. Đưa hai cái hỗn hợp này vào nhau bằng cách là chúng ta sẽ tôi cái hỗn hợp vôi pha dưới nước trước, và sau đó chúng ta sẽ đưa đồng sunfat vào thì nó sẽ tạo ra cái hỗn hợp bột đô. Thì thật sự cái hỗn hợp bột đô này đó chính là cái ion CU2 cộng đó bà con. Và cái ion này nó sẽ ảnh hưởng đến những cái enzyme trong bào tử nấm theo cái cách ngăn ngừa cái sự nảy mầm nha. Điều này nó sẽ có cái ý nghĩa khi mà bà con nông dân sử dụng cái dung dịch đồng bột đô này để chúng ta phun ngừa hoặc là chúng ta tưới ngừa. Chứ nếu như câu chuyện mà chúng ta phun trị thì cái khả năng và cái độ hiệu quả của nó sẽ không cao. Ngoài ra thì trên thị trường nó cũng có những cái dạng phân bón mà có công thức là đồng. Thì những dạng phân bón này thì ngoài câu chuyện nó cung cấp thêm cái dinh dưỡng là đồng cho cây, thì nó còn có cái khả năng ngăn ngừa được cái nấm bệnh tấn công vào trong cây trồng. Và chúng tôi thấy có rất là nhiều cái sản phẩm như thế này, nhưng mà thông thường sẽ đóng mạc là phân bón lá nha bà con, chứ không phải là thuốc trừ bệnh. Bởi vì nếu như đăng ký là thuốc trừ bệnh thì nó sẽ không đúng như quy định của pháp luật Việt Nam. Và những công thức đồng như thế này thì đa số đều là công thức là đồng oxit ở quá trị 1 hoặc là quá trị 2. Thì có rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như thông thường nó sẽ có đăng ký thành phần đồng khoảng từ 50.000 ppm hoặc là 100.000 ppm, có nghĩa là khoảng 5% đến tầm khoảng 10%. Thì bà con có thể tham khảo trên thị trường hay có khá là nhiều sản phẩm như thế này. Tiếp tục tìm hiểu thêm một vi lượng khác, đó chính là cái bo đối với cái cây trồng. Và nói đến cái bo, bà con nhớ đến một điều quan trọng nhất thôi, đó là cái bo nó ảnh hưởng đến cái sự nảy mầm của hạt phấn, liên quan đến hoa và liên quan đến cái sự rụng hoa, rụng quả. Nhớ cái điều này là phải nhớ trong đầu hoài nha bà con. Vậy thì cái cơ chế của nó như thế nào? Thì đối với cái bo, cái tác dụng của nó là nó sẽ giúp phát triển rễ và cái mô mới. Nên vì thế chúng ta sẽ sử dụng trong cái giai đoạn ra hoa để nó hình thành được cái mầm hoa, hình thành được cái hạt phấn, cũng như là những yếu tố liên quan đến cái sự ra rễ mới hoặc là cái mô mới. Ngoài ra thì cái bo nó còn tăng được cái khả năng thụ phấn và đậu quả của cây trồng. Thì thật ra thì bo nó làm cho cái sức sống của cái hạt phấn đó bà con nó được tốt hơn. Và khi cái sức sống của hạt phấn nó được kéo dài hơn thì cái khả năng thụ phấn và khả năng đậu phấn của nó sẽ được cao hơn. Ví dụ như thay vì nó tồn tại trong 12 tiếng thì nếu như chúng ta có cung cấp đủ bo thì nó có thể tăng lên 16 hoặc là 24 tiếng. Mà thời gian nó càng dài như vậy thì cái khả năng thụ phấn sẽ được càng cao. Song song đó thì bo nó còn đóng vai trò quan trọng trong cái sự hình thành và phát triển của cơ quan sinh sản thực vật. Bo nó rất là cần thiết cho cái sự nảy mầm của hạt phấn và gia tăng ống phấn, và rất cần thiết cho sự hình thành của tế bào cũng như là của hạt giống. Đó là cái cơ chế cũng như là lý do vì sao chúng tôi nói đến cái sản phẩm bo, cái vi lượng bo thì nó lại liên quan đến cái câu chuyện là hoa, hạt phấn, liên quan đến sự đậu hoa, đậu trái và cái sự rụng hoa, rụng trái. Còn nếu như mà trong trường hợp ở trong đất, thưa bà con, nếu như mà cái hàm lượng canxi và cái hàm lượng magie mà nó cao nha, thì nó sẽ làm cho cây trồng giảm cái sự hấp thụ của bo. Lý do là bởi vì những cái chất này có cái đối kháng dễ mặt dinh dưỡng với nhau, thằng này cao thì thằng kia nó sẽ thấp. Còn nói đến những cái sản phẩm đang thương mại mà bán trên thị trường cho bà con nông dân mình thì thông thường bo nó ở hai dạng, một là dạng bột, thứ hai là ở dạng nước. Nhưng mà đa số là bà con nông dân chúng ta sẽ thấy ở dạng nước là nhiều ha. Và những cái sản phẩm đó, những cái nguồn nguyên liệu của nó sẽ được sử dụng bởi hai loại thôi. Một là cái acid uric, công thức của nó là BH3O3. Và cái thứ hai nữa là cái sulubo, công thức của nó là Na2B8O13 và ngậm bốn nước. Thì đây là hai cái nguồn nguyên liệu chính của những sản phẩm mà đang bán cái bo đơn nguyên tố trên thị trường cho bà con nông dân mình. Thì ngoài cái câu chuyện là chỉ có bo đơn nguyên tố thì nó còn có thêm cái sự kết hợp của canxi và bo để làm hạn chế cái tình trạng nó bị rụng hoa, rụng trái, cũng như là tăng cái khả năng đậu hoa, đậu trái, giảm nứt trái trên cái đối tượng cây trồng. Thì bà con có thể quan tâm đến cái sản phẩm canxi bo HAL, vì MK chúng tôi cũng đang phân phối hàm lượng bo, đặc biệt là hàm lượng canxi rất là cao, rất là phù hợp đối với những bà con nông dân nào sử dụng cho giai đoạn hoa hoặc là giai đoạn trái nha. Và nguyên tố vi lượng tiếp theo đó là nguyên tố molybden. Đây là nguyên tố mà bà con nông dân chúng ta cũng ít có quan tâm tới. Nói đến molybden thì chúng tôi cũng mong muốn bà con nhớ nó cũng giống giống như những nguyên tố vi lượng kia, đó là nó liên quan đến cái quá trình quang hợp và cũng như là tham gia vào trong cái phản ứng oxy hóa khử của cây trồng. Ngoài ra thì cái molybden nó còn hỗ trợ và hình từ tổng hợp của protein và cái sự chuyển hóa glucid trong cây. Đây là thành phần rất là quan trọng đối với cây trồng, có thể nói đây là cái thành phần mà để duy trì sự sống ha bà con.
nên chúng ta mới thấy rõ rằng là chỉ cần thiếu một cái nguyên tố thôi nó sẽ bị ảnh hưởng và rối loạn cả cái quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Và khi mà chúng ta nói đến cái molybdenum đen thì bà con phải nhớ cái điều này là quan trọng này nha. Và có tính đặc biệt đó chính là nó liên quan đến đạm. Thì khi mà có cây trồng nó đầy đủ cái molybdenum đen thì nó sẽ giúp cho cái cây trồng hấp thụ cái lượng đạm nó được nhiều hơn. Và nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình cố định đạm. Quá trình cố định đạm thì bà con lại nhớ đến cây họ đậu ha. Cố định đạm lấy cái không khí để mà tạo ra cái đạm để cung cấp cho cái rễ cây. Ngoài ra thì molybdenum đen nó sẽ bị dễ thiếu trên đất chua nha bà con. Thì từ đó chúng ta mới suy ra một cái câu chuyện là nếu như mà cái pH của đất nó càng thấp thì cái lượng molybdenum đen trong đất nó sẽ không có nhiều. Và ngược lại khi mà pH nó được đưa vào cái mức trung tính, đưa vào cái mức cái pH nó cao, thì cái molybdenum đen ở trong cái môi trường đó nó được sản sinh, thì cây trồng nó sẽ hấp thụ và nó có được nhiều cái molybdenum đen hơn. Thì đó là một vài thông tin về cái molybdenum đen thôi. Thật ra thì cái nghiên cứu trên cái sản phẩm, trên cái đối tượng vi lượng molybdenum đen này thì nó ít bà con. Và chúng ta sẽ đến với vi lượng cuối cùng, đó là clo. Thì thật ra đối với cái vùng đất phèn bao giờ cái clo trong đất nó cũng rất là nhiều bà con. Nhưng mà do nó nhiều như vậy nên thay vì nó đang cung cấp đủ cho cây trồng thì nó lại gây ra tình trạng bị ngộ độc của cây. Nghĩa là bà con thấy cái tình trạng mà lá nó vàng này kia đó thì nó bị ngộ độc của cái clo. Rồi chúng ta sẽ quay lại với vấn đề của cái vi lượng clo. Thì vi lượng clo là nó tham gia vào trong cái quá trình đóng mở cái khí khổng nha. Như ở video tuần trước chúng tôi có nói về trung lượng, thì cái khí khổng của cây trồng là để lỗ mũi, giống như lỗ mũi của người ta vậy, để hít thở không khí và sản sinh ra cái oxy cung cấp lại cho môi trường. Thì clo nó sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình này bà con. Nó sẽ can thiệp cái quá trình đóng mở của khí khổng, thì từ đó nó sẽ kiểm soát được cái sự hấp thụ dinh dưỡng khi bà con phun những cái dòng phân bón lá, hoặc là nó sẽ kiểm soát được cái khả năng bốc thoát cái hơi nước trong cái điều kiện mà nhiệt độ cao. Và clo cũng là một cái thành phần quan trọng của cái auxin. Ở đây là một cái hormone thực vật rất là quan trọng đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Thì đó chính là những cái thông tin về những nguyên tố vi lượng mà chúng tôi có cung cấp cho bà con nông dân trong nội dung video tuần này. Tóm lại thì nói đến vi lượng thì bà con nông dân chúng ta nhớ ha, điều đầu tiên nhất là tất cả những nguyên tố vi lượng đều ảnh hưởng và liên quan đến quá trình quang hợp, liên quan đến cái phản ứng oxy hóa khử của cây, liên quan đến cái protein vân vân. Nhìn chung là những cái điều kiện sinh trưởng bình thường để cây trồng nó phát triển được một cách bình thường thì bắt buộc cây trồng nó phải có sử dụng những vi lượng này, mặc dù cái lượng sử dụng của nó khá là ít. Cái thứ hai thì chúng ta phải nhớ những cái đặc thù của những chất, chẳng hạn ví dụ như chúng ta nói đến bo thì chúng ta sẽ nhớ đến câu chuyện là hoa, đậu phấn và cái sự rụng hoa rụng trái của cây trồng. Nói đến kẽm thì chúng ta sẽ nhớ đến cái việc xanh lá. Nói đến đồng thì chúng ta sẽ nhớ đến cái việc quản lý nấm bệnh. Nói đến molybdenum đen thì chúng ta lại nhớ đến cái sự hấp thụ đạm cũng như là cái sự khử nitrat ở dân dân nhân dân. Thì nội dung video này chúng tôi cũng đã có nói rồi. Và điều quan trọng nhất là khi bà con nông dân chúng ta mua một cái sản phẩm nào đó chỉ có vi lượng thôi thì cần thiết nhất để sử dụng nó hiệu quả là bà con nông dân hãy sử dụng vào mùa mưa. Bởi vì một trong những cái đặc tính quan trọng của vi lượng đó chính là nó làm cho xanh lá, xanh cây và nó hỗ trợ quá trình quang hợp của cây. Nên vì thế ở mùa mưa thì cái cường độ nắng nó không có đủ cho cái cây trồng. Nên khi chúng ta sử dụng cái vi lượng như vậy thì nó sẽ hỗ trợ được cái quá trình quang hợp của cây trồng, nó diễn ra được mạnh mẽ và nó diễn ra được nhanh hơn. Từ đó tạo được cái nguồn năng lượng cho cây nó được nhiều hơn. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, bà con chọn cái sản phẩm vi lượng thì chúng ta cố gắng tìm cái sản phẩm đầy đủ những cái dưỡng chất vi lượng và thành phần vi lượng càng cao càng tốt. Ví dụ bên đơn vị MK chúng tôi có cái sản phẩm Combi MK. Và nếu như bà con nông dân chúng ta có thể kết hợp luôn cái trung lượng thì quá tốt. Thì bà con có thể kết hợp với cái magie kẽm bo MK. Đây là hai sản phẩm mà bà con có thể sử dụng và kết hợp phối với nhau vẫn mang đến hiệu quả rất cao. Một gói magie kẽm bo bà con xài cho 200 đến 400 lít nước, và một gói vi lượng MK thì bà con có thể xài cho một phi 100 đến tầm khoảng là 200 lít nước, mà cái hiệu quả mang đến phun 1-2 ngày sau chúng ta sẽ thấy lá xanh dày và cái khả năng tổng hợp dinh dưỡng và khả năng quang hợp của cây nó sẽ được nâng cao và cải thiện đáng kể. Đó là những cái thông tin chia sẻ cùng bà con trong nội dung video tuần này về cái sản phẩm vi lượng, về những cái thành phần vi lượng cũng như là công dụng chức năng của từng nguyên tố cụ thể để bà con nông dân chúng ta nắm rõ hơn nha. Bà con có những thông tin gì hoặc là có những đóng góp bình luận gì hãy để lại ở phía bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện hơn. Hãy nhớ thích video và chia sẻ video này nếu thật sự bà con nông dân thấy video của chúng tôi nó bổ ích. Đăng ký kênh và cập nhật những video mới nhất của kênh Nông nghiệp Mekong cũng như là chương trình Nông dân cần biết. Và nhớ hãy đón theo dõi chương trình Nông dân cần biết vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại quý bà con nông dân trong những video tiếp theo. Để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng nhanh chóng, bà con có thể liên hệ với bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại và Zalo 0972 368 015,
hoặc qua website mekongmagi.com. Hiện các sản phẩm của Mega đã có mặt trên Facebook, các sàn thương mại điện tử đang hiển thị trên màn hình. Bà con có thể đặt hàng nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi. Và cuối cùng, chân thành cảm ơn quý bà con đã xem hết video. Kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe và canh tác thành công trên mảnh vườn của mình. Hẹn gặp lại quý bà con vào lúc 19 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Xin trân trọng kính chào.